Thử thách ăn sập thịt nướng tại nhà chị với em nồi chiên không dầu. Tin được không mấy bà? Tôi vừa mới rinh về em nồi chiên không dầu A6GG của nhà Fuji hôm trưa đến một củ này nè. Nhận được chiếc hộp in màu nổi nè, rồi bao bì bắt mắt mà lại đầy đủ thông tin ưng mắt gì đâu luôn á. Bên trong mỗi hộp còn kèm thêm kẹp gấp inox tiện quá. Mấy bà muốn kích hoạt bảo hành thì phía sau nồi có mã vạch, chỉ cần thực hiện đúng thao tác là check được nha. Em này có thời gian bảo hành lên đến 18 tháng. Thiết kế hiện đại theo phong cách Hàn, màu ghi xám kết hợp bảng điều khiển màu đen, có viền bo vàng đồng nhìn sang ha. Bà nào mà vụng nấu ăn hay là chưa biết cách cài chế độ nướng cho phù hợp thì trên nồi đã có sẵn hết các chế độ phù hợp rồi. Dung tích lòng nồi lên đến 6.5 lít rộng rãi, có thể nướng cả con gà luôn. Hơn nữa, lòng nồi còn có phủ lớp chống dính cao cấp không gây mùi khó chịu. Giờ thì mấy bà hãy cùng tôi thực hiện thử thách nha. Hôm nay tôi sẽ nướng các món như là sườn nhóc lết nè, sườn cay, đùi gà và có cả đậu bắp ớt chuông nữa nha. Sau khi sơ chế làm sạch, ướp sốt nướng vào thịt cho thấm gia vị. Riêng đậu bắp với ớt chuông thì tôi cũng cắt nhỏ, ướp và sau vào que nướng cho dễ. Đầu tiên là đùi gà nướng nha. Tôi sẽ xét theo chế độ đã ghi trên ở nồi chiên không dầu là 200 độ và 15 phút. Tương tự đến sườn dốc lết và sườn cay, loại này thì xét ở chế độ là 180 độ và 20 phút. Sau cùng là đậu bắp và ớt chuông thì tôi sẽ để ở chế độ là 180 độ và thời gian là 10 phút. Thêm một điểm cộng cho em nồi chiên không dầu này là thiết kế mặt kính trong nên dễ dàng quan sát bên trong món nướng như nào. Có ai hóng thành quả không nè? Ta da, và đây là đùi gà nướng nha, thịt chín vàng đều quá hấp dẫn luôn. Còn đây là sườn nướng, cũng thơm ngon không kém nè. Tôi là hơi bị thích mấy em sau đậu bắp ớt chuông này nha. Mùi thơm mà màu sắc bắt mắt quá chừng luôn. Vẫn giữ được màu tươi ngon của rau củ ha. Giờ thì mời mấy bà thưởng thức tiệc nướng tại nhà cùng với tôi nha. Cách chế biến món ăn bằng nồi chiên không dầu cũng hạn chế dầu mỡ rất nhiều nữa đó mấy bà. Nhanh tay rinh ngay em nồi chiên không dầu này về trải nghiệm đãi gia đình những món ngon thôi nào.